Chào quý vị và các bạn, sang tuần mới, thủy triều ở Nam Bộ sẽ xuống hẳn. Tuy nhiên, mưa vẫn xuất hiện nhiều về chiều và tối, nhất là ở khu vực miền Đông Nam Bộ. Dự báo sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to tới 50mm, nguy cơ gây ngập ở các vùng trũng thấp và các khu đô thị, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, quý vị cũng cần cảnh giác với các hiện tượng nguy hiểm như là gió giật, sấm sét và lốc xoáy đi kèm trong mưa. Trước khi chuyển mưa, Nam Bộ sáng và trưa mai sẽ có nắng mạnh và cảm giác khá là nóng. Nhiệt độ cao nhất tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác sẽ dao động từ 32 cho đến 34 độ. Chuyển sang tin về vùng áp thấp trên Biển Đông, dự báo 24 giờ tới, nó sẽ đi chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày mai, tức là ngày 25 tháng 10, tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển phía bắc của huyện đảo Trường Sa, cường độ mạnh cấp 6, giật cấp 8. Trong quá trình mạnh lên, vùng áp thấp kết hợp với các đới gió đông bắc và gió tây nam sẽ gây thời tiết xấu trên nhiều vùng biển. Vùng biển Bình Thuận, Cà Mau, Kiên Giang ra huyện đảo Trường Sa cảnh báo mưa dông, tiềm ẩn nguy cơ gió giật và lốc xoáy nguy hiểm. Huyện đảo Hoàng Sa cũng có mưa dông, gió sẽ mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.